Vô hôm nay mình sẽ cho anh em một cái link case cực kỳ đơn giản luôn, dành cho những bạn nào mới tập chơi thì có thể học thử cái link case này. Thì trước khi hướng dẫn mình cũng nói qua một xíu, tại vì có nhiều bạn là chắc mới xem kênh mình lần đầu, cho nên là các bạn cũng thắc mắc không biết link case là cái gì. Thì link case nó là một cái thuật ngữ trong bộ môn này, dùng để chỉ việc chúng ta ghép những cái kỹ thuật lại với nhau thành một cái đoạn tầm 2-3 giây, có thể là nhiều hơn. Cho nên cái video này nó có thể là không phù hợp với những bạn nào mà mới chơi ngày đầu, vì nó hơi khó. Các bạn có thể là xem để tham khảo, để mà biết tên những cái kỹ thuật và tìm học trước, sau đó là quay lại học link case này sau. Ok, và cái link case nó sẽ có dạng như sau. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó. Đầu tiên, để làm được cái link case này, chúng ta sẽ bắt đầu với một cái kỹ thuật, đó là around. Around thì chúng ta sẽ mặc định là chúng ta sẽ làm ở trên cái vị trí cao nhất của bàn tay, đó là ngón trỏ và ngón giữa như này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái lực của hai ngón tay, chúng ta sẽ bắt chéo nó lại với nhau để cho cái ngón ở dưới nó sẽ đẩy cái bút vòng qua cái ngón ở trên. Đó là mình mô tả lý thuyết thôi, còn thực tế là nó sẽ trông như này. Đó. Các bạn không có hiểu mình nói thì các bạn có thể tua chậm lại để xem cái động tác của mình. Mình sẽ bắt chéo hai cái ngón qua như này, và dùng cái lực của ngón dưới mình đẩy cho cái bút nó vòng qua cái ngón ở trên. Đó. Nhưng trong cái link case này chúng ta sẽ làm ở cái vị trí thấp hơn, đó là vị trí ở ngón áp út và ngón giữa. Thì cái ngón áp út của chúng ta nó sẽ không có được khỏe như là ngón giữa, cho nên là việc các bạn làm được cái kỹ thuật này nó sẽ hơi vất vả hơn. Nhưng thật may là trong cái link case này chúng ta sẽ chỉ dùng nửa đầu của kỹ thuật around, cho nên là nó sẽ đơn giản hơn. Chúng ta sẽ dùng ngón áp út, chúng ta đẩy cái bút qua cái ngón giữa, nhưng mà chúng ta sẽ kẹp lại ở vị trí ngón trỏ và ngón giữa như này. Đó, các bạn chỉ kẹp lại ở đây thôi chứ không có cho nó vòng hoàn toàn qua ngón giữa. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật có tên là Inversonic Reverse. Thì mình sẽ không hướng dẫn chi tiết tại vì khá là dài dòng, mình sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Còn về cái chi tiết thì các bạn có thể tìm trên YouTube những cái clip của nước ngoài hoặc là của mình nếu mà mình có hướng dẫn. Bản chất của cái kỹ thuật này nó giống với một cái kỹ thuật khá là quen thuộc có tên là Sonic. Đây là một cái kỹ thuật căn bản mà bạn nào mới bắt đầu chơi cái bộ môn này thì cũng đều biết. Đối với cái Sonic thì chúng ta sẽ có ba ngón tay như này, và cái việc của chúng ta là sẽ đưa cái bút từ cái cặp ngón phía dưới lên cái cặp ngón phía trên, bằng cách là chúng ta sẽ chụm cái ngón đầu và ngón cuối lại, sau chúng ta sẽ co cái ngón ở giữa lại để đưa cái bút đi. Còn đối với kỹ thuật Inversonic thì chúng ta sẽ cũng theo cái nguyên lý đó, nhưng nó sẽ hơi khác một xíu, đó là chúng ta sẽ thay vì co cái ngón giữa lại, chúng ta sẽ duỗi thẳng ra và chúng ta sẽ lại co hai cái ngón hai bên lại như này. Đó, và cái bút nó sẽ đi ở mặt trong của cái tay như này. Đó. Đó. Thay vì nó đi mặt ngoài thì nó sẽ đi mặt trong. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật rất là đơn giản có tên là finger pass, nhưng trong cái link case này chúng ta sẽ lấy một cái đoạn ngắn nhỏ trong cái kỹ thuật đó thôi. Chúng ta đang lúc mà đang Inversonic xuống như này, chúng ta sẽ đẩy cái bút xuống dưới ngón út luôn như này và co cái ngón út lại để đón cái bút và nhả cái ngón trỏ ra. Đó. Kế đó là lại đến với một cái kỹ thuật căn bản nữa có tên là thumb round. Cái kỹ thuật này là nó quá phổ biến rồi. Chúng ta sẽ cho cái bút vòng qua ngón cái bằng một cái lực đẩy đến từ một trong bốn ngón còn lại. Nhưng trong cái link case này chúng ta sẽ hơi nâng cao một xíu, đó chúng ta sẽ dùng cái ngón yếu nhất trong bốn cái ngón kia, đó là ngón út. Thì cái việc này nó sẽ hơi mất các bạn một xíu thời gian các bạn tập luyện, tại vì bình thường chúng ta quen đẩy bằng cái ngón giữa rồi, cho nên là khi mà xuống út thì nó sẽ hơi yếu và đẩy thì nó sẽ hơi khó khăn một xíu. Sau khi thumb round qua rồi thì chúng ta sẽ thumb round reverse ngược lại. Chúng ta sẽ dùng cái ngón trỏ chúng ta đẩy vào cái thân cái bút như này, và đồng thời là chúng ta duỗi thẳng cái ngón cái ra, đẩy vào duỗi thẳng ngón cái ra để cho cái bút nó vòng qua ngón cái theo chiều ngược lại như này, và chúng ta sẽ đón nó bằng ngón giữa và ngón áp út. Sau đó chúng ta sẽ finger pass từ dưới ngón giữa và ngón áp út lên trên ngón giữa và ngón trỏ như này. Đó, finger pass nhẹ nhàng lên đây. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật
có tên là background, nó sẽ trông như này. Đó, cái tay của các bạn nó đang nằm ngang như này, các bạn úp nhẹ nhàng xuống, sau đó các bạn thả lỏng cái ngón trỏ và ngón giữa để cho cái bút nó đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng như này. Đó, các bạn đẩy nó ra một cách nhẹ nhàng như này thôi. Đó, nó sẽ hơi lăn nhẹ ở trên cái mu bàn tay một xíu. Các bạn đang để cái bàn tay ngang như này, các bạn úp xuống nhẹ nhàng và thả cho nó lăn trên cái mu bàn tay là chúng ta làm được around. Nó sẽ trông như này. Đó, ghép lại toàn bộ cái linkage. Đầu tiên chúng ta sẽ around từ ở dưới ngón áp út lên trên ngón giữa như này. Đó, và chúng ta kẹp lại trên ngón trỏ. Sau đó chúng ta sẽ inversionic xuống. Sau đó chúng ta sẽ pass xuống dưới ngón út, thumb round qua, thumb round reverse ngược lại, đón nó bằng ngón giữa và ngón áp út. Sau đó chúng ta sẽ pass nó lên trên ngón giữa và ngón trỏ, back around qua. Làm nhanh thì nó sẽ có dạng như sau. Mình sẽ ghép vào combo thử cho các bạn xem. Thì cái linkage này mình thấy là nó không có quá khó và nó cũng khá là hiệu quả khi mà dùng trong những cái combo như là các bạn quay nhẹ nhàng bình thường thì dùng nó cũng ok, hoặc là các bạn dùng để nối từ một cái đoạn khó này sang một cái đoạn khó khác, các bạn muốn cho một cái gì đó nó dễ dễ ở giữa thì cái linkage này nó cũng hợp lý luôn. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Nếu có đóng góp gì thì cứ để lại comment ở bên dưới. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.